Lại là mình đây, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ một kênh mình trong thời gian qua nha. Hôm nay mình sẽ dành một chút thời gian nè để giới thiệu cho các bạn một trang bị và bản ngọc cho tèo nắc nha. Ai yêu thích tèo nắc nè, đi đường đường gồng nha. Đó, đường gồng hoặc là đi cắt đường nha, trừ gừng nha. Nếu mà gừng thì mình sẽ trang bị và bản ngọc các video tiếp theo nha. Đây, mình vào trang bị nha. Shop đầu tiên của mình thì chắc chắn là mình sẽ lên một cái gương sấm sét nha. Thứ hai là một cái đôi giày, đó là giày dung một nha, để nhận 25% tốc đánh nha các bạn và 60% tốc chạy đó. Và shop thứ ba của mình đó chính là một cái thương, đó là thương xuyên phá nha, lấy 110 công vật lý nè. À, đó các bạn thấy không. Và tiếp tục đó là một cái thánh kiếm nha, số thứ tư đó là thánh kiếm nha, các bạn lên cho mình thánh kiếm nha. Do mình không lên thánh kiếm ở cái shop đầu tiên hoặc là shop thứ hai hoặc là shop thứ ba, vì là mình đã trang bị ngọc cho tèo nắc, vì ngọc đỏ thì lệ chiến mạng này cũng khá là cao rồi nha. Mình sẽ lên shop thứ tư đó là thánh kiếm nha. Và shop thứ năm của mình đó chính là cung tà ma nha, siêu hút máu luôn các bạn ạ. Mình sẽ nhận được 90 công vật lý nè, 15% tỷ lệ chí mạng, bên cạnh đó 10% hút máu nữa nha. Khi giao chiến các bạn cứ bật lên và bắn thôi. Và chắc chắn rồi, cuối cùng thì các bạn lên cho mình một cái giáp hồng mệt nha. Chúng ta qua bên bản ngọc nha các bạn. Các bạn nào pet teo nắc thì đánh hay hoặc là đánh hay cũng được nha, cho mình xin một cái comment ở dưới video clip nha, để mình cải thiện hơn về bản ngọc và trang bị cho mình nha. Về ngọc đỏ thì các bạn lên cho mình tỷ lệ chí mạng 1.6 nha. Đó, ok nha các bạn, 1.6 nha, 8 viên. Bên cạnh đó 2 viên các bạn lên cho mình công vật lý 2.5 và hút máu là 0.5 nha, 2 viên nha. Về ngọc lục thì các bạn lên cho mình một cái viên ngọc, đó là tốc chạy là 1% nha và tốc đánh là 1%, 10 viên cho mình nha, 10 viên nha các bạn. Về trang bị teo nắc đi gần ấy, thì mình sẽ giới thiệu cái video clip sau nha, mình sẽ giới thiệu về bản ngọc và trang bị khác nha. Còn cái này là đi soi tất cả các đường nha. Về ngọc lục thì các bạn lên cho mình 0.9 và xuyên giáp 6.4. Lỗi các bạn nha, hồi nãy mình có nói là ngọc tím nè, ngọc tím là tốc chạy là 1% và tốc đánh 1% nha, 10 viên nha. Về ngọc lục thì các bạn lên cho mình công vật lý nè, 0.9 và xuyên giáp 6.4 nha. Đó các bạn, đó cứ việc thế mà các bạn leo gan nha. Ai có đánh best tèo nắc thì hãy cho mình xin một cái comment để mình cải thiện mình hơn nha. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi cái video clip của mình. Chúc sức khỏe của các bạn và gia đình của các bạn luôn thành công trong cuộc sống nha. Hãy like và subscribe cho mình nha các bạn. Mong các bạn luôn ủng hộ mình trong những cái video clip tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp các bạn lại lần sau nha. Cảm ơn các bạn ạ. Bye bye.